Và quý vị ơi, hồi tới này thời gian không có nhiều, quay có 10 clip thôi, bán hết 9 clip rồi, còn có một clip một là hai cây lâm dồ thôi. Sáng nay là tôi quay thêm vài clip nữa quý vị ơi, tranh thủ thời gian chứ lâu ngày thời gian lu bu lắm quý vị ơi. Sắp tới đây tôi sản xuất tới 50.000, tiếp tục ra lò 50.000 cây sâm hương nữa, thì bây giờ là không có thời gian bán hàng nhiều, thôi bán vài cây văn nghệ quý vị ơi. Rồi tranh thủ thời gian, bây giờ 1843, một cây kim giòn 200k bao ship toàn quốc, anh nào quen thì ship code nha quý vị, lạ phải chuyển khoản tôi mới giao cây nha. Hôm nay nếu mà được thì là một chút nữa là đóng mấy thùng kia rồi đóng luôn cái thùng này luôn nha quý vị. Đây tỷ lệ đây 200k nha, đây nè, thì kim giòn được cái ra bông hoài luôn nha quý vị nè. Mấy mấy cái này mà cái đọt đọt này nó già là bắt đầu nó ra bông nha quý vị, cái tàn ở trên bay xuống nè. 200.000 mấy cái loại này bây giờ đi mua không có nữa nha quý vị. Bây giờ hỏi quý vị tôi đi mua cây này bao nhiêu mà tôi bán quý vị 200.000 để bao ship toàn quốc, nội mà cái tiền thùng đó, tôi đóng vô tiền ship nó là hơn 50.000 rồi nha quý vị. Cái công đó, tại vì mấy thằng lính tôi nó làm không à, chi phí nó phát sinh đủ thứ hết trơn chứ tôi đâu có làm hết nổi. Đó là trừ tiền công, tiền cán, tiền thùng, tiền cước luôn. Cây này còn có 130, 140 hả? Đó rồi tôi mua nhiều mà tôi bán quý vị 130, 140. Đó nha quý vị. Đó. Tại vì lúc trước mua số lượng nhiều, tính trừ gan cây cũng còn lại 20-30 ngàn nha quý vị. Chứ không có lời nhiều đâu. Anh nào có mua mua đi, đâu có còn nhiều nữa đâu. Vài cây nữa là hết luôn rồi. Rồi 200k bao ship nha, rồi xuống.